Vi Oanh cùng hai con đi chơi với Ngọc Quyên, Maya ở Mỹ. Ca sĩ Vi Oanh đưa hai con qua Mỹ nghỉ hè, tranh thủ gặp gỡ, đi chơi cùng cựu người mẫu Ngọc Quyên, ca sĩ Maya và diễn viên Hài Hoài Tâm. Vi Oanh cho biết cô hứa với bé Voi, bé Su nếu các con học giỏi sẽ được thưởng một chuyến nghỉ hè tuyệt vời ở Mỹ. Năm học vừa qua, hai nhóc tì nhà Vi Oanh đều đạt học sinh xuất sắc và giành giải nhì trong cuộc thi toán ở trường. Giữ lời hứa, ca sĩ đưa hai bé đi Mỹ chơi, cuối tháng 5. Ba mẹ con Vi Oanh hẹn hò cựu người mẫu Ngọc Quyên và con trai 8 tuổi. Các nhóc tì rất hào hứng khi được đi chơi chung, khám phá những khu giải trí nổi tiếng tại xứ cờ hoa như công viên Disneyland. Phim trường Universal Studio. Ngọc Quyên cho biết cô và Vi Oanh dính chặt từ khi quen biết, chơi chung vì rất hợp tính nhau. Lâu rồi mới gặp, chúng tôi cho lũ trẻ đi chơi từ sáng tới tối. Hai bà mẹ bỉm sữa mệt quá, muốn lả đi, Ngọc Quyên nói. Bé Voi, con lớn của Vi Oanh, năm nay 9 tuổi, con thứ hai tên Su, bìa phải, 7 tuổi, còn con trai Ngọc Quyên 8 tuổi. Theo Vi Oanh, Su và Voi thích mê trong lần đầu được ngắm các nhân vật của thế giới cổ tích, phim hoạt hình và trò chơi điện tử sống động ngoài đời thật. Ca sĩ Maya cũng mới qua Mỹ. Tôi và Vi Oanh đều sống ở Việt Nam nhưng bận rộn nhiều việc, phải qua tận Mỹ mới gặp được nhau. Cảm giác rất vui và bất ngờ, Maya cho biết. Maya khoe ảnh cô dạo phố đêm, ngắm cảnh xứ cờ hoa cùng Vi Oanh và hai con của đồng nghiệp. Vi Oanh nói ba mẹ con cô và Maya được hai người bạn gốc Việt sống tại Mỹ tiếp đón ân cần, nồng nhiệt. Hôm 4 tháng 6, Vi Oanh đưa hai bé Voi, Su đến nhà hàng chuyên món Việt của nghệ sĩ Hài Hoài Tâm ở California ăn tối. Ca sĩ cho biết mẹ con cô được đích thân ông chủ đón, chuẩn bị cho nhiều món ăn ngon, đậm vị quê nhà. Vi Oanh đưa các con đi lễ ở nhà thờ Pha Lê Crystal Cathedral nổi tiếng thế giới. Hai bé thích thú chạy nhảy khắp nơi. Bên này mùa hè 8 giờ tối trời vẫn còn sáng nên lũ trẻ có nhiều thời gian chơi đùa. Khám phá hơn, Vi Oanh nói. Vi Oanh kể bé Voi hồn nhiên nhận xét ở Mỹ nhiều Tây quá, còn bé Su ngạc nhiên vì không hề thấy muỗi khi sang đây. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.